Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên kệ cho anh em thêm một cái tài khoản nữa. Cũng có bộ đồ huyết nha 5 sao nha anh em. Đấy, thì ác này có luôn cả một số những cái skin nhất định nữa. Thì bạn nào mà vẫn quan tâm cái tài khoản này thì các bạn cứ liên hệ vào shop của bé, thì mình sẽ để dưới phần comment đã ghi. Đấy rồi, ô, ông này bị nốc rồi này. Căn hộ TDB nữa này. Đồng thế nhở. Ông này hình như là vẫn chưa có súng anh em ạ. Đây rồi, gạt hộ luôn. Tên kia vứt súng ra rồi anh em ạ, mình phải công nhanh. Tí chết. Rồi, từ từ đã. Mình nhiều máu đấy anh em, bởi trước mặt với sau lưng đều có luôn này. Đông thật sự luôn đấy. Đấy, thì hôm nay mình có quay trở lại với map sự kiện nha. Clip trước test ác cho anh em bên map thường ở đây. Các bạn bảo chơi map sự kiện mãi các bạn không muốn xem, thì các bạn thấy map thường nó còn chán hơn cơ. Tại vì hiện tại mấy cái ác phụ này của bé thì thật sự là đang đang bán ấy, cho nên là cũng không có ai chơi để cày rank, nên rank đang thấp lắm anh em ạ. Và mình thấy rank thấp thì chơi mỗi cái map này là nó vẫn gắt thôi, tại vì đa số là các team cày rank là đều vào cái map này. Vừa gắt lại vừa đông anh em ạ, chứ còn mấy cái map kia bắn đa số toàn bot thôi, hơi chán một tí. Ác này hiện tại mới rank vàng hay sao mình chả nhớ nữa, tại vì có ai chơi đâu. Ác bé đang treo trên shop mà. Đấy trước mặt mình này. Kìa. Ui, ông này chạy hack não thế. Ô. Đây rồi. Rồi, gạt thêm được một ông nữa này. Vẫn đang còn từ chân nữa trước mặt mình. Đấy thì ác này như các bạn thấy thì có cây barrel. Barrel này hình như là mới cấp mấy nhỉ? Cấp 2, cấp 3 ấy. Chưa lên 4 thì mình cũng chả để ý nữa. Với lại có M4 hề với lại M4 băng là đều level 7 hết rồi anh em ạ. Có nghĩa là bạn chủ ác này lần trước là bạn ấy thích bắn M4 đấy sao ấy. Đang đầu tư nâng hết vào M4. Đây trước mặt mình này. À chạy qua trái rồi, mình sẽ công luôn nhá. À, lùi về à. Bạn lùi đi đâu? Càng dí thì ông này càng lùi về anh em ạ. Ồ. Hình như là kê ngay trong cái đây. Trong cái đoạn này này. Mình công vào luôn. Vẫn đang loot đồ được. Trời ơi, thanh niên này loot đồ kiểu bất chấp thế nhở. Đây mình loot đồ này xong mình công qua chỗ bên kia đi. Mình nghĩ chắc là chỗ này clear rồi đấy. Đấy thì về cái series mà mỗi ngày một tài khoản như này thì mình sẽ làm trên con điện thoại iPhone 8 lướt nha, cho đỡ nhớ anh em ạ. Đấy, còn những cái clip dạng solo squad với lại những clip mà bình thường khác thì mình sẽ làm lại trên con iPhone 12 kia, nó sẽ bật được đồ họa cao. Quay trở lại với con iPhone này thì để đồ họa bình thường thôi. Đấy rồi. Mình từ đâu leo xuống như người nhện nhỉ? Tiếc rằng là không gạt được rồi mọi người ạ. Ui, trong nhà có người luôn này. Hai tên luôn anh em ạ. Ô, làm gì tính công á? Ô kìa. Quả đấy tự nhiên mình không kéo được tâm luôn đi. Đây rồi, thanh niên nhìn này, còn ông này cũng khá khá yếu. Bị ông thế đốc rồi. Ui, không gạt được kìa. Quả hết đạn chưa? Thế là hai team khác nhau luôn anh em ạ. Đây, mình loot đồ đã. Có bom này. Bạn chết rồi. Ôi, sấy kìa. Này thì sấy này, chết này. Ôi, ông kia làm gì đấy? Rồi, đốc luôn. Vãi cả trường thanh niên gọi là tính bay cao nào à. Đây, thêm một quả bom nữa. Đang cứu sau tường đúng không? Công luôn anh em ạ. Rồi. Gạt một nóc một luôn. Này thì gọi là nhảy với chúng tôi này. Rồi, mình nghĩ chắc là team này clear rồi anh em ạ. Còn cái ông mà nãy mình đốc trong nhà này, không biết là bò đâu rồi, mình phải vào mình farm mới được. Ủa, chết rồi, đừng bảo là ông này bò ra bị tên kia gạt hộ nhá. À. May mọi người ạ, may mà vẫn ông này vẫn kiểu vẫn đang còn còn bị treo ở trong này, mình nghĩ chắc là ông này out luôn rồi hay sao ấy. Chắc là clear rồi đấy. Rồi, úi à, trận này vào đây có 10 kill luôn các bạn thấy không? Bắn cái map sự kiện này đầu game lại cuối game là lúc nào cũng đông, nó chỉ hơi chán một một cái đoạn mà ở giữa giữa game ấy là mình lên trên kia rồi mình biến thành mấy con liên minh ấy thì chắc là nhiều bạn cũng không thích. Nhưng mà lên đấy chủ yếu là mình kiếm đá, lại mình cày thêm một tí kill nữa. Đấy, kiếm đá rồi còn lát nữa còn mua đồ rồi còn bắn nhau ở bao cuối nữa mà. Rồi hết giờ luôn rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bay qua chỗ đoạn đấy luôn nha. Ui, vãi cả trường rồi, cho mình tít lên trên khu stable này luôn đi.
Ui rồi lên đây thì xe đâu ra nhở? Bãi cái chỗ lại chỗ đằng kia thì quả này mà không có xe thì thôi. Xác định là chạy bo gọi là sấp mặt luôn. Mình cũng có mấy lần gọi là spawn trên này rồi, không có xe đâu anh em ơi. Nó hiếm xe dã man luôn đấy, như kiểu mấy ông mà chết sớm ấy, mấy ông xuống ấy, mấy ông lấy xe hết rồi. Từ chân sau lưng mình, bắt à? Vãi thật anh em ạ, chạy bộ từ đấy xuống đây thật luôn ạ. Không có một con xe nào luôn, chả hiểu kiểu gì. May mà trận này mình nhiều kill chứ không thì trận này mà ít kill là mình out, mình làm game mới rồi đấy. Với lại trận này mình thấy cũng có gọi là nhiều ông bắn gắt nữa. Thôi, chịu khó thôi mọi người. Mình thử lên đoạn này xem coi là có xe không nào. À đây rồi. Bãi cả trưởng tới gần tới chỗ thì mới có một con buggy. Cày thế nhở. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con buggy và mình sẽ leo lên trên khu đảo đằng kia nhá. Lên gọi là kiếm thêm một chút cái đá xanh nữa để mình lát nữa mình còn mua thêm một ít đồ với lại phụ kiện để còn bắn nhau bọc cuối nữa. Đây. Bây giờ mấy ông ấy đang còn có bắt ở trên kia hết rồi anh em ạ. Cho nên là bây giờ mình không lên đây thì mình chả biết đi đâu tìm người đâu. Đấy, các bạn thấy xe lao vào đây đông không? Mình thao tác rất là nhanh để cố gắng làm sao để tìm được người bắn nhau hết mức có thể cho anh em rồi. Rồi để xem con gì đây. Ôi giời ơi, con Zin X anh em ạ. Cũng được. Đây rồi, tiếng súng trước mắt mình này. Zin X thì chắc là mình bắn luôn rồi. Chứ bây giờ đổi nhân vật lỡ nó ra con V hay con Sniper thì thôi chắc khóc. Đây trước mặt mình. À, Sniper này. Dí luôn. Ồ kìa, nó thoát rồi kìa. Cay thế. Ủa, bọn này là team khác rồi anh em ơi. Nó đông lắm. Mình phải chuồn lẹ thôi. Toàn rồi. Ra đây bạn ơi. Trả một quả ulti cho bọn này gọi là rắn mặt cái nhẹ này. Cũng ulti lại kìa nhưng mà mình né rồi bạn ơi. Hai ông kia cũng đều gọi là Zin X luôn anh em ạ. Mình mà một solo với lại hai con thôi là cũng đã gọi là chết lên chết xuống rồi chứ đừng nói là một vs ba vs bốn anh em ơi. Cho nên là mình phải chơi chiêu thôi. Lên đây xác định là phải chơi chiêu, không nên gọi là solo ngang được. Đây 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 đây. Từ từ. Để mình tìm cái góc nào mình tiếp cận với ống này. Ống này vẫn đang tìm mình hay sao ấy? Kìa, mình thấy vẫn đang còn sấy sáu nào cũng rất là nhiệt tình. Có lẽ là đang sấy mấy con bot. Mình thấy nhân vật Zin X nó có những cái điệu giọng nói và điệu cười nghe rất là hài. Ô kìa. Nó ra đây rồi à? Ui, ăn một quả ulti nhảy cẫng lên luôn. Đấy. Thì xong rồi. Từ từ anh ơi. Ui rồi nó ra nó cover rồi anh em ạ. Đấy. Phải chuồn ngay. Ui giời, bắn gắt đấy mọi người ạ. Bắn gắt đấy không được đâu. Mình phải né thôi. Kể ra bắn trên này cũng hấp dẫn lắm chứ đâu phải là nó chán đâu anh em. Đó. Bắn team thì cũng có thể chán nhưng mà bắn với lại một mình đi solo như này. Ui giời, thôi xong rồi. Thì nó cũng không đến nỗi nào. Mình phải chơi kiểu chiến thuật đấy anh em ạ. Cũng gọi là đau đầu phết đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Các bạn đừng nghĩ cầm mấy con nhân vật này xong rồi lên bắn là có kill đâu, không hề. Gặp bọn này nó bắn nó cover tốt đâu. Bây giờ mình vừa phải bắn vừa phải lùi về. Mình phải tìm máu đấy anh em ạ. Chỗ ngoài này mình nhớ là sẽ spawn hai bình máu hay sao ấy. Ở đây một bình này. Đó, dưới kia một bình nữa. Là máu mình gọi là gần như là đầy rồi. Thế là ok rồi anh em ơi. Kìa tên kia vẫn đang dí mình kìa. Hình như là tên kia nó đổi sang con Vi rồi sao ấy. Con nắm đấm kìa. Con này thì mình không sợ. Ui dồi ôi, đấy. Tầm này chỉ sợ mấy con bắn xa. À, tên này yếu này. Đây, đây, đây. Mình nghĩ là mình chơi được tên này anh em ạ. Tích solo ngang à bạn. À, anh ạ. Này thì solo ngang. Úi rồi, từ 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 từ. Còn hai tên nữa đây. Đây. Úi rồi, ông này yếu rồi. Này thì dí với chúng tôi à. Được chơi anh em. À, còn con Vi nữa anh em ơi. Úi, chuẩn lẹ, chuẩn lẹ, chuẩn lẹ. À tính ra là bọn này ba tên đấy chứ, một vi với lại hai con sáu nòng. Nãy mình tưởng có hai.
Đây 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 đây. Úi giời, đang đấm cái gì đây? Mình sang bên này rồi cơ mà bạn ơi. Ý dồi ôi, từ từ. Đây có bình máu mới này. Quả này mình ăn được bình mà nói là mình chơi luôn. Đây rồi, mình có ulti rồi. Bạn chết rồi, úi giời, thấm chưa? Nào solo ngang luôn. Ok. Ui giời, tưởng tên nào. Giờ ông cuối này lộ liễu quá. Quả đấy phải trả đam đấy chứ. Ờ các bạn thấy không, một vét ba là dễ, không hề khó nếu như mà chúng ta chơi theo kiểu chiến thuật. Rồi mình nghĩ chắc là hết đấy. Bây giờ mình sẽ xuống dưới luôn đi nhở. Còn có 40 mấy giây nữa thôi anh em ạ. Xuống luôn thì khổ máu rồi, nhanh. À chỗ này à. Kìa, kìa có con xe luôn anh em ơi, mình xuống mình lấy xe luôn. Ok. Ô cảm ứng bị làm sao nhở. Ô thôi chết, chết rồi, màn hình mình bị làm sao rồi anh em ơi. Ui vãi thật. Ơ kìa, không phản hồi được luôn này. Có mấy cái nút bấm thì mình vẫn bấm được. Để mình tắt lại, mình mở màn hình lại xem như thế nào nào. Ờ, cái nút mở khóa vẫn ok mà sao màn hình nó bị làm sao ấy. Đây, để mình lấy cái máy kia mình quay video lại cho anh em xem này. Ô thôi xong rồi. Rip con iPhone 8 lướt rồi. Bị đơ luôn, bị hư màn hình rồi. Màn hình giống như thế mà. Ui, phải thật không ấn được luôn này. Tháo cái sạc ra không nó nổ bây giờ. Thôi sao rồi, rip iPhone 8 rồi. Không ấn được luôn rồi. Nó chạy chết chồng lên rồi à? Ừ, thì có ấn vào cảm ứng nó có ấy được đâu, có phản hồi đâu. Đang chơi bình thường chả hiểu sao. Nó nặng quá. Đấy, thì anh em thấy đấy. Coi như là rip con iPhone rồi mọi người ạ. Chả hiểu sao ấy, cho mình nốt trận thì rip cũng được mà. Chắc có lẽ là đến lúc là con iPhone 8 của mình nó đã gọi là nghỉ hưu rồi. Không hiểu sao đang chơi bình thường luôn ấy, chắc là bị lỗi trục trặc nào đó rồi anh em ạ.